Thưa quý vị, năm 2021, Hải Phòng đứng thứ hai trên cả nước trong chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Thành công này có được phần nhiều là nhờ những chính sách đẩy mạnh môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số mạnh mẽ trong những năm qua của thành phố, đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế số trong ba trụ cột: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, logistics, du lịch, thương mại. Mời quý vị cùng tìm hiểu về các chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong phóng sự sau đây. Trước đây, bộ phận kho vận của công ty này thường phải kiểm tra 3 đến 4 sổ ghi chép bằng giấy, từ sổ nhập liệu, sổ bàn giao, hóa đơn cho khách. Kể từ khi sử dụng phần mềm quản lý được phát triển dành riêng cho doanh nghiệp, nhân viên kho vận chỉ cần một chiếc máy tính hay điện thoại để kiểm soát toàn bộ quá trình này. Điểm đặc biệt là phần mềm này do chính một công ty công nghệ trên địa bàn Hải Phòng cung cấp. Tháng 11/2021 thì tôi có tham dự một cái hội thảo do Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng tổ chức, tôi đã được các bạn tư vấn cho trải nghiệm và ngay hôm đó là tôi đã quyết định sẽ chuyển đổi số cho doanh nghiệp của mình. Năm 2021, Hải Phòng có 23 doanh nghiệp được cấp chứng nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ. Đến tháng 11 năm 2022, Sở Khoa học Công nghệ thành phố tiếp tục hướng dẫn cho thêm 15 doanh nghiệp tiến hành các thủ tục để đăng ký doanh nghiệp khoa học công nghệ. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025, thành phố có ít nhất 45 doanh nghiệp được chứng nhận về khoa học công nghệ. Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố đã ban hành loạt các cái chương trình, các kế hoạch về khoa học công nghệ và các cái nội dung hỗ trợ tập trung vào những cái hoạt động về truyền thông khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thành đoàn hàng năm cũng đã tổ chức cái cuộc thi ươm mầm khởi nghiệp, hoặc là các câu lạc bộ của trường Đại học Hải Phòng, của trường Đại học Hàng Hải là những câu lạc bộ mà có rất nhiều hoạt động để tạo một cái sân chơi cho đội ngũ sinh viên tham gia vào cái hoạt động start-up. Bản thân đối với thành phố Hải Phòng thì chính quyền Hải Phòng cũng có những cái chính sách hỗ trợ rất là mạnh mẽ. Ví dụ như là các cái cuộc hội thảo để nâng cao cái nhận thức của doanh nghiệp, hay là các cái chính sách về hỗ trợ chuyên gia cho các cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực cái công cuộc chuyển đổi số. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, số doanh nghiệp công nghệ có sản phẩm, dịch vụ phục vụ chuyển đổi số của Hải Phòng so với nhu cầu thực tế còn hạn chế. Điều này đòi hỏi có sự hỗ trợ về chính sách, đồng thời đưa những chuyên gia đầu ngành đến trao đổi kinh nghiệm và tư vấn cho cộng đồng doanh nghiệp thành phố. Là một đơn vị đồng hành, chúng tôi cũng đã đến các địa phương, trong đó có Hải Phòng, để hỗ trợ, đào tạo và mang đến kiến thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ cho cộng đồng doanh nghiệp ở đây. Hải Phòng không có vị trí địa lý cạnh các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đều có thể nhận được sự trợ giúp từ chuyên gia qua mạng Internet. Đó cũng là một phần lợi ích của chuyển đổi số. Theo các chuyên gia, Hải Phòng cần tiếp tục thu hút doanh nghiệp công nghệ số hoạt động trên địa bàn thành phố, chuyển đổi số trong các lĩnh vực có thế mạnh như cảng biển, logistics và du lịch.